giờ chúng ta bật môi trường dự án lên này. Không có hai cái bảng phía bên trái và phía bên phải này nhá. Hoặc là chúng ta lỡ tay chúng ta tích đây, tắt đi này. Tắt đi này. Đó. Thế thì làm cách nào để chúng ta có thể lấy lại cái bảng này? Khá đơn giản thôi. Các bạn vào trong cái phần view này liên quan đến hiển thị các bạn nhá. Sau đó thì các bạn tìm đến cho mình cái đề mục của cái hình clay này này, tích vào đây. Nó hỏi chúng ta này, bạn muốn show những cái bảng gì lên trên màn ảnh đúng không? Ở đây thì chúng ta tích vào Project Browser. Tương tự này, chúng ta sẽ tích vào cho phần Properties. Khá đơn giản đúng không? Một số bạn cái thanh này này, nó bị lên bên trên này, ví dụ như này, cầm mình. Đó, bên trên này, nó rất khó chịu đúng không? Thế thì các bạn làm như sau này. Nếu mà chúng ta kéo cái thanh này mà chạm với đường viền bên trên này thì tự động nó sẽ trở thành một cái thanh công cụ nằm ngang các bạn nhé. Còn trong cái trường hợp này này, chúng ta cầm cái thanh này này, sau đó chúng ta kéo hết tay sang phía bên phải này thì tự động nó sẽ nhảy sang thanh công cụ dọc phía bên phải. Khá đơn giản. Một số bạn thì các thanh công cụ này này nó hiển thị không đầy đủ nhá, là do các bạn lỡ tay bấm vào cái phần này. Đây, các bạn bấm vào cái phần này này. Đó, các bạn tích đây này. Đó. Thì cái thanh công cụ chúng ta nó không đầy đủ nữa đúng không? Các bạn giải quyết rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tích tiếp vào nút này thì nó sẽ lần lượt nó thay đổi các cái trạng thái của các thanh công cụ nhá. Các bạn tích đến khi nó đầy đủ thì thôi. Cái vấn đề này thì các bạn mới vẽ thì chắc chắn là gặp phải rất là nhiều nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cái file như thế này. Ở đây nhá, tại level 1 này mình đã vẽ đầy đủ là lưới chữ số này 1, 2, 3, 4 này và lưới chữ này ABC đúng không? Bây giờ mình sẽ về mặt đứng nhá, elevation, tích vào đây. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải tích đúc vào đây thì chúng ta mới về được mặt đứng nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái lưới trục này và sau đó thì mình tích vào cái nút tròn này này. Mình sẽ kéo toàn bộ cái lưới chữ số này. Các bạn nhớ nhá, lưới chữ số xuống nhá. Ở đây thì level 1 này nó cắt lưới chữ số này. Còn level 2 tức là cao độ tầng 2 đấy, nó không cắt lưới chữ số nhá. Bây giờ chúng ta sẽ về trong mặt bằng ở đây nhá. Các bạn nhìn này, mặt bằng tầng 1 nó có đầy đủ chữ và số. Mặt bằng tầng 2 nó không có lưới chữ số đúng không? Lý do là gì ạ? Trong cái cốt cao độ mặt bằng tầng 2 này. Đó, thì cái lưới chữ số này nó không kéo lên đến cao độ tầng 2. Vì thế nên thường kinh nghiệm của mình nhá, mình sau khi vẽ xong level tầng 1, mình sẽ vào trong tất cả các hướng đông tây nam bắc ở đây này. Sau đó mình sẽ kéo cho nó giao nhau hết nhá. Đó, như thế này. Chúng ta kiểm tra này. Đó. Bây giờ đảm bảo với các bạn là tất cả các level cao độ của chúng ta đều sẽ xuất hiện hệ thống lưới đầy đủ. Ở đây thì khi mà chúng ta vẽ xong một cái dự án nhá, thì chúng ta lưu chúng ta vào file này. Sau đó các bạn vào trong phần CSS này. Ở đây thì mình sẽ chọn là project nhá, thì nó sẽ lưu cái dự án của bạn lại. Các bạn chú ý nhá, khi chúng ta lưu này, ở đây thì mình sẽ ghi là dự án đi. Khi chúng ta lưu nhá, các bạn chú ý cho mình cái phần option ở đây. Các bạn tích ở đây nhá. Thì mặc định trong phần mềm Revit thì nó sẽ cho chúng ta gọi là backup tạo 10 cái file liên tục gần với cái file chúng ta đang vẽ nhất. Cái điều này thì nó sẽ làm cho máy của chúng ta nó khá là nặng, vì thế nên mình chỉ để là một thôi nhá. Để là một này, tức là tôi chỉ cần một file dự bị thôi. Ở đây thì nó hỏi chúng ta này, bạn muốn hiển thị nó như thế nào? Ở đây thì mình sẽ chọn là view nhá, theo đúng cái view nhìn và mình ấn nút ok. Save này. Rồi, các bạn nhớ nhá, là chúng ta đang ở mặt bằng và chúng ta lưu nó lại. Và chúng ta ra bên ngoài desktop này, chúng ta sẽ thấy này, đây. Đây là cái file mặt bằng, đúng không? Chúng ta lưu lại và nó sẽ là cái trạng thái mà chúng ta vừa lưu đúng không? Ở đây nhá, thì mình sẽ về cái mặt đứng này đi. Mặt đứng này. Rồi. Bây giờ mình ấn nút Ctrl S nhá, hoặc là các bạn tích vào nút này này. Save này. Đấy, Ctrl S nhá. Mình ấn Ctrl S này. Đó. Thế thì cái file dự án của chúng ta đúng không? Nó đã trở về hiển thị mặt đứng rồi và nó đã có những cái trạng thái mới nhất về đối tượng đúng không? Còn cái file backup này là cái file mặt bằng vừa xong này, chúng ta lưu đúng không? Đó. Khá là hay đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ về trong cái mặt cắt đi. Mặt cắt nhá. Đây mặt cắt này. Mặt cắt này. Còn đây là mặt đứng đúng không? Nếu mà chúng ta sang cái mặt cắt này, chúng ta Ctrl S nhá, thì trạng thái mới nhất của cái dự án này là cái file mặt cắt đúng không? Còn mặt đứng này thì nó sẽ trở thành file backup này đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn mở thêm cái file này nữa nhá, thì đơn giản thôi, chúng ta tích đúc vào đây thì chúng ta sẽ mở được hai file cùng một lúc nhá. Đây là một file tồn tại độc lập so với cái file này. Đây là cái file ở trạng thái mà Ctrl S đấy. Còn nhớ nhá, nếu như giả sử như cái file dự án này của chúng ta bị hỏng này, chúng ta sẽ lấy cái file này để chúng ta làm việc.
Vậy biến mất các mặt đứng thì nó là như thế nào? Các bạn ý rằng nhá, trong môi trường Revit này thì chúng ta có bốn cái biểu tượng này này. Và khi chúng ta vẽ nhá, là chúng ta sẽ phải vẽ ở giữa các biểu tượng này thì chúng ta mới có thể nhìn thấy đối tượng ở các mặt đứng được nhá. Các bạn nhìn thấy rằng là nếu mà mình vẽ ở trong này đúng không? Thì mình sẽ đây, mình sẽ vào elevation này là các mặt đứng này. Các bạn nhìn này, mình sẽ nhìn thấy cái ngôi nhà đúng không? Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Đó. Các bạn nhớ nhá là chúng ta sẽ phải vẽ ở trong này nhá. Nếu như giả sử chúng ta chọn cái này và chúng ta xóa đi. Xóa này. Đó. Chọn này, xóa này. Thì các bạn thấy rằng là trong cái bảng này này nó biến mất hai cái mặt đứng đúng không? Mất rồi, hai cái mặt đứng. Vậy làm thế nào để chúng ta xuất hiện lại hai cái mặt đứng này? Khá đơn giản thôi, chúng ta làm như sau. Các bạn vào trong phần view này. Sau đó chúng ta tích vào trong phần elevation. Rồi. Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ tích một cái ở đây này. Tích một cái ở đây này. Sau. Các bạn thấy không? Khi nào mà chúng ta thoát thì chúng ta ấn nút escape nhá. Rồi, thế thì ở đây là sẽ có phần elevation 1 này và elevation 2. Đấy. Các bạn thấy không? 1 này và 2. Đó. Nhưng mà hình như rằng là nó đang có vấn đề thì phải, đúng không? Đây. Các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không nhìn thấy hình ngôi nhà đúng không? Còn các bạn đứng còn lại này là thấy hình ngôi nhà. Đó. Thế thì cách giải quyết đơn giản như sau. Khi mà chúng ta tạo cái mặt đứng mới này này, cái hướng nhìn mới này này, thì chúng ta phải chú ý cho mình nhá. Thứ nhất là phải chú ý cho mình là cái này. Những cái này. Nếu mà chúng ta tích vào đây thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ nhìn theo hướng này. Các bạn nhá. Còn nếu mà chúng ta tích vào đây thì nó sẽ nhìn theo hướng này. Đó. Ví dụ trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải để nhìn theo hướng này đúng không? Rồi. Trong trường hợp này này. Các thấy không? Chúng ta sẽ phải bỏ này đi này. Đó, sau đó tích vào cái này này. Để nó nhìn theo cái hướng như thế này, đúng không? Rồi. Cái việc đầu tiên là hướng này. Đó, hướng nhìn. Cái thứ hai đó chính là cái trường nhìn nhá. Chúng ta cho cái trường nhìn nó rộng ra như này này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy được hết ngôi nhà. Các bạn nhá. Đây. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé. Đấy. Ok chưa? Còn nếu như giả sử như các bạn để cái trường nhìn nó ngắn nhé. Ngắn như này đi. Ngắn như này đi. Chúng ta kiểm tra này. Chúng ta sẽ nhìn thấy một ít ngôi nhà thôi đúng không? Ở đây mình để vật liệu lên nhé. Các bạn xem này. Đây đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái trường nhìn nó rộng ra nhé. Các bạn tích vào hình mũi tên này này. Đó. Thì nó sẽ có cái trường nhìn này. Chúng ta kéo rộng ra này. Còn chú ý cho mình nhá, có hai yếu tố. Yếu tố số 1 là cái hướng nhìn. Là cái hướng gì? Cái thứ hai là gì ạ? Là cái trường nhìn của chúng ta. Nó rộng ra để chúng ta nhìn thấy vật thể nhá. Sau khi xong xuôi rồi thì anh em có thể chuột phải ở đây này. Sau đó chọn ra rename để đổi tên cho nó phù hợp đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ như sau này. Mình sẽ có một căn hộ nhỏ nhỏ như này. Bây giờ nhá, mình có một cái cửa sổ lớn ở giữa và hai cái cửa sổ nhỏ hai bên nhá. Thế thì các bạn biết rồi, mặt bằng của chúng ta bản chất là một mặt cắt ngang 1m2 so với cao độ đúng không? Thế thì chúng ta muốn kiểm soát cái mặt bằng ấy thì chúng ta vào trong cái view range này này. Đấy, phần edit này này. Đó. Khi mình tích vào đây nhá thì cái mà chúng ta quan tâm nhất đó chính phần cắt plane này này. Đây. Nếu mà các bạn để 1200 ở đây thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ có cao độ là 1200 phần mặt cắt này. Đó. Apply. Ok. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang mặt đứng nhá. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái cửa sổ này lên cái vị trí nó cao hơn. Đó. Thì các bạn thấy rằng đây, mặt cắt của chúng ta đây. Đây là cái mặt cắt này. 1200 này. Nếu mà chúng ta đưa cái cửa này này thoát ra khỏi cái cốt cao độ 1200 thì hiển nhiên là mặt bằng sẽ không còn hiển thị nữa đúng không? Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị được cái này với hai cao độ khác nhau? Bây giờ nhá, các bạn xem này, mình đo cái đối tượng này, mình dùng lệnh DI này, mình đo đối tượng này này là 1m6 đúng không? 1670. Thế thì giả sử có một mặt cắt tại đây, nó khoảng tầm là cao độ bằng 2m thì nó sẽ cắt được cái bên trên này đúng không? Rồi, bây giờ mình về mặt bằng nhá, mình vào cho phần view lên. Mình sẽ điều chỉnh ở đây thành 2m. Apply, ok. Đó. Thế thì nó sẽ cắt được cái bên trên đúng không? Nhưng nó lại không cắt được cái bên dưới. Các bạn nhìn này, hai cửa sổ bên dưới nó không cắt được đúng không? Thế thì mọi người chú ý cho mình nhá. Cái view range này này
thì nó sẽ chỉ cho phép chúng ta sử dụng một cái mặt cắt để làm việc mà thôi. Và nó cắt qua đâu thì nó sẽ hiển thị cái đó nhá. Nếu mà nó cắt qua cái cửa sổ thì các bạn sẽ thấy là nếu nó cắt qua cửa sổ thì các bạn sẽ thấy rằng nó có hình dáng của cửa sổ mà cắt, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đưa về 1200 nhá. Apply, ok, đó. Thì các bạn lại thấy đang xuất hiện hai cửa sổ nhỏ này. Đó. Thế thì có một câu hỏi như thế này, làm thế nào để chúng ta có thể có một cái mặt bằng mà lại có mặt cắt của cả hai cái cửa nhỏ này vào cái cửa lớn như này? Đó, rất khó đúng không? Nếu mà chúng ta chọn cao độ nó ở đây, 1m2 ở đây thì nó chỉ cắt được hai cái cửa nhỏ thôi. Còn nếu mà chúng ta chọn cao độ 2m trên này thì nó chỉ cắt được cái cửa lớn thôi, đúng không? Vậy làm thế nào để có thể cắt được cả hai hoặc là nhiều cái cửa sổ? Chúng ta làm như sau này. Còn về mặt bằng nhá. Rồi. Chúng ta nên để cao độ mặt cắt là 1m2 nhá, theo đúng cái tiêu chuẩn nhá các bạn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong phần view này. Sau đó thì các bạn tích vào phần plane view này. Sau đó các bạn tích đây này. Plane region. Đấy, các bạn tích đây nhá. Khi các bạn tích đây một cái này, nó sẽ cho hỏi các bạn này, bạn muốn chọn vùng nào đúng không? Ở đây thì tôi tích vào hình rectangle đây, chữ nhật đi. Tôi kéo một cái vùng ở đây. Đây. Tôi muốn hiển thị cái vùng này. Ok. Rồi. Chúng ta chọn vùng này nhá. Sau đó ở đây này, nó có phần rất hay đó chính là view range. Tức là nó sẽ cho phép các bạn nhìn theo một cái cao độ mà các bạn muốn nhá. Bây giờ mình chọn cái này này. Sau đó ở đây này, edit này, mình chọn là 2m nhá. Apply. Ok. Tức là trong cái khu vực này này, nó sẽ cho phép bạn sử dụng một cái mặt cắt bằng với cốt cao độ 2m. Và cái mặt cắt này nó đã cắt được cái đối tượng này. Thì với cách này nhá thì chúng ta có thể hiển thị được nhiều cái đối tượng bị khuất đúng không? Trên cùng một cái cao độ mặt bằng.